chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh hoạt hình khủng long T-Rex. Khủng long xanh nằm ăn xin giữa mùa đông giá rét, húc đi qua thấy tội nghiệp nên cho một đồng vàng. Khủng long xanh đứng dậy cầm đồng vàng đi mua thuốc lá hút. Ok. Hút không ngon nên khủng long xanh vứt đi rồi rơi trúng giường Húc đang ngủ. Giường bốc cháy, Húc tỉnh dậy chạy tìm nước dập lửa trên đầu mình. Cứ nghĩ lửa đã tắt nhưng nó lại bốc cháy tiếp khiến Húc chạy đâm vào cây rồi ngã ra đường. Khủng long xanh đột nhiên xuất hiện rồi tè lên đầu dập lửa cho Húc. Húc đứng dậy đánh khủng long xanh một trận tơi bời.